Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một cặp loa full ram bass 25, hàng gọi là hàng bãi. Nhiều về thì nhiều cái nó bị cong rồi nó móp méo cái lưới này, và có vài cái thì nó bị kiểu như là cậy mất tem hoặc là rớt mất tem. Đấy. Thì cái thương hiệu này nó không nổi tiếng lắm, nhưng lại sử dụng cái củ loa rất nổi tiếng mà các bác rất là ít người gọi là biết, hay có khi gặp rồi đang dùng rồi cũng không biết cơ. Thì cái cặp loa này nó đắt ở cái phần gọi là củ loa đó, bát thường nhưng lại tép neo rất xịn sò. Thì em sẽ mở ra cho các bác xem nhé. Vừa phần ngoài vỏ này thì em có lau qua bằng cái khăn lau kia đó. Thì bây giờ đến phần trong thì em sẽ cậy cái lưới này ra và sẽ mở cho các bác xem củ nó bát, củ nó tép và phân tần. Đây là một dòng loa, nếu như các bác có điều kiện, gọi là có điều kiện rồi nha, thì cứ mua thật nhiều rồi. Đấy, cứ mua thật nhiều, 2 đôi, 3 đôi, 5 đôi, 7 đôi, 10 đôi. Đấy, các bác để chơi, mai sau bán đi không mất nhiều giá đâu. Bởi vì cặp này củ loa sản xuất tại Anh Quốc, củ tép bát đều sản xuất tại Anh Quốc. Đấy, bát 30, áo đầu bát 25. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ốc bát tép của nó đây, họng kèn này. Thùng này thì theo thiết kế của cái thùng Martin đó các bác nhá, lỗ cọc đây. Đấy, thùng thiết kế theo kiểu là dạng thùng monitor. Các bác nắp ở trong ba vũ trường hoặc là các bác nắp trong nhà thì các bác treo lên, treo kiểu nào cũng được. Thì bên cạnh đây là có ốc này để các bác treo. Ốc đây, ốc bãi nhá, về nhiều con nó vướng người ta tháo ra. À, vẫn còn nguyên là các kiểu vết sơn hay vết keo gì à? Cái này thì bóc ra được đó, bóc ra được và sẽ xử lý những cái này cho đẹp được không ạ. Bát 25 đấy, tép kẹt, tép neo bát từ thường thôi, của bát của tép đến từ thương hiệu Kenetion hay gọi là Celtison. Này, đây là một cái dòng thương hiệu sản xuất các củ loa rất chất lượng, đứng đầu tại Anh Quốc. Đấy, ok, không đinh tinh đêm xuyên nữa. Bây giờ em sẽ mở ra cho các bác cùng xem củ nó bát, củ nó tép và phân tần nha. Dòng này đáng để chơi gia đình. Nếu như các bác nào đang săn đón và tìm mua những dòng loa cao cấp đến từ châu Âu, châu Mỹ. Đấy, nhưng mà mong cái giá rẻ thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Bởi vì củ bát này, củ tép này sản xuất tại Anh Quốc. Nhưng có mỗi cái là cái thùng nó đóng tại Trung Quốc. Và bên Trung Quốc là cái công ty vừa nãy là cái công ty gì nhỉ? À đây, VEE Audio này, họ nhập về và nắp trên cái thân thùng này. Một đôi này giá mới trên thị trường nó khoảng tầm 17 18 triệu hoặc là 21 triệu tùy từng thời điểm. Đấy là gọi là khảo giá vào ngày xưa nhá, tức là bây giờ so với giá bây giờ. So với giá hiện tại thì như cặp này em đang bán là 5 triệu 8 một cặp. Bát 25, tiếng đánh rất hay. Tiếng nở trong sạch sang nét lắm. Các bác để chơi gia đình được mà các bác làm live show sự kiện cũng được. Đấy. Đấy, thùng đây, thùng của nó gỗ gỗ dán. Không đinh tinh liên thuyền nhá. Bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác cùng xem. Đây, các bác xem nha. Củ bát Kenetion xuất xứ Anh Quốc. Củ tép đây, tép neo đúng không? Đấy, cái này mà ông nào bảo không, con này không phải neo đi. Đấy. Chữ C Kenetion xịn. Cũng xuất xứ từ Anh Quốc. Và sau một hồi em tìm kiếm trên website mạng xã hội thì đã ra được đây. Đó. Bằng chứng nhận của VEE Audio. Nhưng mà đăng ký tại New Zealand. Đấy, các bác nhìn chữ New Zealand kìa. Xong là được cục hải quan Trung Quốc gì đó họ thông quan rồi. Đấy, để tìm ở trên website của hãng nhá. Còn em vào Facebook đây. Đây là về Facebook của hãng là đây. Đó. VEE Celtison. Đấy. Còn đây là website của hãng loa Celtison Kenetion, chuyên sản xuất loa cao cấp. Đấy. Và đây là model của củ loa tép. Các bác hỏi thì tại sao model của nó bát đâu không quay đúng không? Em nói thật các bác, em vào đúng web của hãng rồi nhưng mà tìm cái mã là BN-200X này không có. Đây là một mã đặt riêng. Đấy, đặt riêng tên là mã OEM nên là xịn nhưng lại không có trên website. Đấy, cái này là phải đăng nhập vào gì đó xong là thông tin thì hãng mới cung cấp thông tin cho. Đấy, rất là nằm ngoài. Phản hồi lâu lắm. Toàn từ 24 đến 48 tiếng họ mới phản hồi cho, nên là tranh thủ quay thôi. Đó. Thì thông báo với các bác là củ bát xịn, củ tép xịn. Ông nào bảo không xịn đến đây nói chuyện với em nha.
Củ này mà các bác bảo không xịn thì em quy em lại các bác luôn. Chưa muốn nói đến phân tần. Đấy. Đây các bác xem này, hàng xịn này, hàng này nha, có cọc thì họ cắm nhưng lại hàn luôn. Đấy. Zin xịn nha. Bát zin, tép zin. Đấy, phân tần của nó thì úi rồi ôi, đúng phải gọi là siêu cái khủng tạm luôn. Thì em sẽ cố gắng quay cho các bác được cái phân tần. Đấy. Bây giờ con này nó hơi bị nặng nhàng tí. Các bác xem chút để em rút cái bông này ra cho các bác xem. Đây, các bác xem cái phân tần của nó phải gọi là kinh hồn cái bía luôn này. Cuộn bát này, cuộn tép này. Đấy. Chảo con này chảo vuông, con này chảo chắc chảo của Mỹ hay sao mà. Con chảo này thì không biết. Không biết nó phải của Mỹ không. Em tưởng phân tần này con chảo này thay, nhưng sau một hồi tìm kiếm và kiểm tra thì con này zin. Đây tụ của nó đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 tụ. Chảo có hai chảo nhôm, một chảo sứ, hai cuộn cả. Khiếp nhìn phân tần này. Nó còn nám nó còn xịn như này này, dây nó còn cắm lên kiểu luồn như này này. Các bác đã thấy cái phân tần nào nó đẳng cấp như này chưa? Đây là phân tần nhá. Còn đây là cái phần bông của nó, bông thì hậu hiếc thì đây em cũng cố cho các bác xem luôn. Nó tiện cùng rất thì cũng rất là luôn, tí nữa bắn ghim lại. Nhà có đủ đồ. Đây, cái hậu của nó đây, hậu người ta hàn đấu dây đây. Đây. Đã rắc này đây. Hai dây đấu nào 1 còn cộng 1-1. Đấy. Rất là xịn sò. Đấy. Con này đây là mã là B là 10-200 thì con bát này chắc nó tầm 200W. Thì theo như em tìm hiểu thì chắc nó khoảng tầm thế thôi, bởi vì mã là đi ghi liền với công suất. Nhiều con nó ghi liền với công suất. Còn nhiều con mã là riêng công suất hoặc riêng. Đấy. Con này là về nguyên zin nhá. Các bác nhìn keo này. Đấy. Nhìn keo này các bác bảo là ông nào bảo nó loa làm lại, nhưng thật ra không phải đâu. Keo này là keo zin nhà máy, sờ nó dính này. Đấy. Keo này là keo dưỡng, kiểu như dưỡng gân ý. Đấy, sờ đây. Cái này nó hết dính rồi, nó đánh nhiều quá nó bụi bám hết dính rồi. Đánh đây là cái vết này nó vết chảy nhá, không phải là vết làm lại đâu. Ông nào, bác nào bác bảo loa làm lại thì em đến tận nơi em biếu cái loa cho các bác. Nói là phải có bằng chứng, như nào mà gọi làm lại chứ. Loa này thì nói thật với các bác là tình trạng nhiều con còn rất đẹp, còn nhiều con thì còn nó kiểu như cái bên kia kìa. Đấy. Thì đây là em vỡ được cái nô này là có vào 6 đôi nhé, 6 đôi đó. Cổ tem này cũng xịn của hãng đây, nhưng nó bị không biết là bao mất tem hay gì đấy, hay là bị bác chủ của công ty yêu cầu bóc tem hay sao ấy. Đấy. Bong mất tem. Đây nó có cái vết keo này. Đấy, Kenetion bên là 10-200. Xịn nhá, phần tần bên này cũng thế. Đấy, các bác nhìn này. Nhìn qua này thôi biết này. Đấy, còn nhìn luôn đây. Đấy, chợ của nó rất khủng bố đại ca tàu. Em rất thì rất một bên thôi, tí nữa bắn bông lại. Có tay ghim bây giờ tiện cái bắn bông luôn cho các bác. Đó là chuyện bình thường. Này các bác xem đây. Keo dưỡng gân này, keo đệm nón này. Đấy. Rất là xịn luôn, sao giờ vẫn còn hơi dính. Quên mất tay rồi không rửa. Con này nghe vẻ là màu bên này nó không còn dính nhiều như bên kia nữa. Khô gần hết rồi sao này. Bên trong thùng này có gì đâu. Có mỗi tí bông ở chỗ khoang bát này, còn lại hết. Đó. Cặp này thì báo cáo với toàn thể các bác là về trong hiện trạng là sống con này. Đấy. Em săn bây giờ nó không bán thì thôi, nó bán hàng review là phải review hàng chất lượng cho các bác. Chứ không nhờ các bác bảo ông review toàn mấy hàng vớ va vớ vẩn thế nọ thế kia. Toàn hàng thanh lý mấy hàng nạc đôi nạc ngoài, nhờ các bác mắng em thì em chịu thôi. Thì các bạn là bây giờ đầu xuân năm mới ăn Tết xong thì bên Trung Quốc họ chưa làm thì có sao thì lấy vậy thôi chứ biết thế nào được. Nhiều các bác là cũng gọi là vỡ đũa cả nắm lắm. Nhiều bác gọi điện hỏi theo kiểu nó vặn. Vặn thì em cũng vặn lại xem là bên nào vặn tròn xen trước. Đấy nha. Thì đây là loa này là nguyên zin. Nó tình trạng như này. Các bác nào quan tâm thì là liên hệ trực tiếp với em. 5,8 triệu một đôi. Đấy. Xịn nha. Xịn. Bãi Anh Quốc xịn. Đây. Tem logo này. Nhiều con về nó bị mất logo. Thì chuyến đầu này em về được 6 đôi, nhưng lấy một đôi về review trước đã. Các bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp VE Audio. Đấy, keo người ta gắn vào cái keo nến. Nhìn trông hàng gọi là đăng ký bản quyền tại New Zealand, nhưng còn sản xuất đa số là tại Trung Quốc. Em vừa vào website của hãng thì nhìn chán lắm. Đây là website
giới thiệu cái củ noa ba củ noa tép nhé. Còn củ noa bát thì nó có cái loại là 12B-100 thôi, còn bản này bản nâng cấp không biết là bản này giới hạn hay đặt riêng gì đấy. 50W 108 decibel, ui dồi ôi, tốc độ nhạy cao thế nhỉ. Từ 2000Hz đến 20.000kHz. À 20.000Hz. Đấy. Tần số phản hồi đề xuất phân tần là 2500Hz, tức là cắt crossover. Nhôm mạ đồng, nhôm gì đây. Rất nhiều thông số. Đây là thông số của cụ tép. Đây. Đó, đo đạp biến đấy. Ok nhá. Thì đây là hàng xịn nhá. Đây là website của hãng này. Đấy. Thì ta thông báo gì lên đây này. Đó. Đây. VEE. Đấy, về chúng tôi đây. Liên hệ với chúng tôi đây. Vào đúng website của hãng cho các bác xem nhá. Đây. Đó, thông tin liên hệ đây. Các bác muốn làm trò gì thì làm. Kho lưu trữ này. Từ tháng 10 2014 xem nó có gì không. Ui giời, mã nỗi này. Đấy, còn đây là Facebook này. Đó. YouTube này. À, là website này. Còn đây là tìm trên mạng này thì giá rất nhiều nha. VEE Audio. Đó. Gây VEE Audio đấy, nó có mấy kiểu tìm kiếm này. Đây. Đó. Nói chung các bác là con này xịn đây. Các bác vào website là veeaudio.nz. NZ là New Zealand đấy. Bây giờ nó còn nắm tên vùng miền NZ New Zealand. Còn VEE mà các bác vừa tìm đây là tên một ca sĩ rất nổi tiếng ở đâu đó mà em không biết. Đấy. Ok. Thì giới thiệu rồi. Giá thì cũng đọc rồi nên là các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp thôi. Giá 5.8 nha. Clip lần sau em sẽ lắp lại và test thử cho các bác nghe chất lượng âm thanh. Còn bây giờ là đến cái phần tân trang mông màng. 5.8 là bao ship cho các bác gửi xe, còn bưu điện là các bác cộng cho em 150 nữa. Nói thật các bác là gửi bưu điện các bác cộng cho em 150 là vào 5.950. Và cái thùng này rất là nhẹ nha, cả loa cả thùng cả lưới nước vào có 12 cân. Đấy, 12 cân thôi. Mà con loa này các bác ghép cùng với những cái loại cục đẩy hoặc âm ly các bác cũng ghép được. Âm ly cũng dễ đánh, độ nhạy rất là cao, 98-99 này CBN cái công suất nó không đừng lớn thôi, nhưng nó cho cái tiếng lời ca của nó nên cứ phải gọi là tuyệt vời luôn, không có gì để mà chê cả. Đây một là dòng loa rất là cao cấp. Đấy. Em nói thật các bác là săn đón cái loại này nó cũng hơi bị nhọc đấy. Nhiều anh em tranh đấu lắm thì em bảo thôi anh ưu tiên em mới làm kênh, anh để cho em có cửa mà sống đấy. Anh có để cho em một cái bình oxy để em mà thở cái. Chủ hàng nghe thuyết phục quá để lại luôn một đôi. Đấy, thì bảo là lấy thử trước đôi review đã. Xem cơ bản là những cái hàng này lấy về review đã. Chứ còn bán thì nói thật các bác mà mua hơi khó. Hàng bãi xịn nha. Củ bát, củ tép của Anh Quốc, phân tần họ thiết kế thế là đúng rồi. Rất là khủng bố. Đấy. Đây quay lại cho các bác xem cái phân tần. Không các bác ngắm cho kỹ. Có con loa thì rất là đẹp, một con loa trông hơi xấu tí. Đấy. Còn các bác nào thích hàng tuyển chọn rồi không còn gì nó chết trong đây. Dán dễ thì. Đấy. Đây. Đây nha. Phân tần đi nha. Đó. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nha. Quận bát này nhìn nó quấn dây điêu nhỉ. Nhưng mà tiếng ra rất hay nhá. Đấy, cột bát này. Tụ bát này, tụ lọc bát sau này, chở nhôm lọc sau bát này. Đấy. Nói chung là con này xứng đáng được các bác chơi. Đấy, xứng đáng được các bác chơi. Với tầm gần 6 triệu thì đây là một sự lựa chọn em nói thật các bác là có tiền là mua được. Chứ mà nói có tiền mà không mua được là nói náo đấy. Trừ những mã nó cực độc cực hiếm mà thị trường không ai có hoặc là cực kỳ ít người mua được. Và có khi là không có để mà bán. Đấy, củ bát đây, củ tép đây. Em nghĩ phải quay vào sân cơ nhưng hôm nay về hàng trong đêm này tiện cái quay review luôn. Đấy. Đó. Con này thì em sẽ vệ sinh nhá. Có một chút cái vết bẩn này thì em sẽ vệ sinh đơn giản thôi. Lấy cái khăn lau cái gì đó đánh nó sạch bụi bẩn đi. Đấy. Đó. Cọc trước đây. Xương của nó xương sắt nhá. Đấy, đời xương sắt thì tiếng đánh khá là hay. Mà nhẹ nữa, không phải như xương nhôm. Đấy, các bác nào đấy thì liên hệ trực tiếp thôi. Hàng này em sẽ cố gắng đóng gói cẩn thận. Rất là nhẹ nhưng 12 cân thôi, nhưng không sợ. Mà đặc biệt là tép là còn tép neo nữa.
Đấy, tiếp neo xịn, con này nhảy trong 08 thì CBN cơ mà. Khiếp, con bát này trong nhẹ nhàng cũng phải là vào. Em nói thật các bác, nhẹ nhàng con bát này độ nhảy cũng phải là vào 97 đến 99 thì CBN. Em không ứng chừng được chính xác nên nói chung là con này hay trong tầm tiền. Nó không thể nào sánh ngang với ôm được, ôm mà hát được, nhưng chất âm của nó có khi ăn được. Đấy, em nói thật các bác nhé. Ok, review rồi, giới thiệu rồi. Clip lần sau thì nắp loa này vào so sánh test thử chất âm với con loa ôm. Đấy. Nhưng mà nói chung là chắc là lần sau thôi chứ. Hẹn các bác trong clip lần sau nữa thì so sánh loa ôm nhé. Chứ giá này em nói thật các bác, có tiền là nên mua, có tiền nên mua, mua để chơi. Đấy. Giá trị sưu tầm rất là cao và chất lượng âm thanh của nó cũng rất là tuyệt vời. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip review những siêu phẩm lần sau nha.